Chuyện chữ ra chậm quá, 10 ngày rồi. Có như mình đăng bấy nhiêu vậy. Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 208. Ngô Bình đứng dậy, nói cô Nhan cũng không hiểu gì về tôi, cứ như vậy rời đi cùng tôi sao? Nhan Vũ Sương cười nói, thầy bói Lý đã xem mệnh cho tôi rồi, mệnh tôi khổ cực, muốn đổi vận thì phải vào Chí Tôn kiếm đường, vào năm tôi 20 tuổi thì đi theo người họ Ngô. Năm nay tôi vừa tròn 20, anh cũng vừa khéo mang họ Ngô. Ngô Bình vô cùng kinh ngạc, hỏi cô ta, thần bói Lý là ai? Nhan Vũ Sương biết rõ, một người phàm, nhưng xem mệnh rất chuẩn, có không ít cao nhân tu hành đều đến tìm ông ta xem vận hạn. Một người phàm lại xem bói cho người tu hành, Ngô Bình cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ. Nhan Vũ Sương sợ cậu không tin, vội nói, cậu Ngô, là thật đấy. Lúc tôi còn nhỏ, đã từng có một vị cao thủ thuận đường đến gặp thần bói Lý này. Ông ta không tin một người phàm có thể xem mệnh chuẩn được như vậy, nên cố ý đến kiếm chuyện với ông ấy. Ngô Bình hứng thú hỏi, ông ta làm thế nào? Nhan Vũ Sương đơn giản kể lại, tu sĩ tìm thần bói Lý kia, đã là cao thủ thần thông tầng 8 rồi, sau khi ông ta gặp được thần bói Lý thì bảo ông ấy xem tuổi thọ bản thân thần bói Lý xem. Vốn dĩ ông ta định rằng, nếu thần bói Lý nói có thể sống đến bao nhiêu tuổi thì ông ta sẽ giết đối phương ngay lập tức. Như vậy thì quẻ mà ông ấy xem sẽ thành không đúng. Nghe đến đây, Ngô Bình cười lạnh, một tu sĩ đạo cảnh mà lại vô sỉ đến mức đi kiếm chuyện với một người phàm. Ai nói không đâu chứ, nhưng người kia lại cứ làm như vậy. Cuối cùng thần bói Lý nói, ít nhất ông ấy có thể sống đến 800 tuổi, còn đối phương thì sẽ chết ngay lập tức. Người kia nghe xong thì lập tức cười lớn, vung tay đánh về phía thần bói đến đây. Nhan Vũ Sương cố ý dừng lại một lát, cậu Ngô đoán xem đã xảy ra chuyện gì. Ngô Bình rất phối hợp hỏi cô ta, xảy ra chuyện gì? Nhan Vũ Sương, tay người kia vừa nâng lên thì có một tia chớp màu tím đánh xuyên qua giữa trán ông ta, thần anh lập tức bị đánh chết, chết không thể thảm hơn. Ngô Bình khẽ cười, thú vị đấy. Nhan Vũ Sương, tôi đưa cậu Ngô đi dạo xung quanh. Hai người vừa đi ra thì có không ít nữ đệ tử đứng cách đó không xa. Hơn nữa người đi theo càng lúc càng nhiều, ai ai cũng nhìn chằm chằm Ngô Bình với ánh mắt nóng bỏng. Nhan Vũ Sương cảnh giác, nói cậu Ngô, mấy sư tỷ muội này đều đã có đạo lữ cả rồi, anh đừng quan tâm bọn họ. Ngô Bình khá bất ngờ, bọn họ đã có đạo lữ rồi sao? Nhan Vũ Sương, hơn phân nửa nữ đệ tử Chí Tôn kiếm đường đều ở Hồng Liên Cốc, hơn nữa đều là những người xinh đẹp nhất, vì vậy phần lớn nữ đệ tử đều là hoa có chủ cả rồi. Ngô Bình khẽ cười. Sau đó đi theo Nhan Vũ Sương đi dạo quanh Hồng Liên Cốc. Phong cảnh Hồng Liên Cốc đúng là không tệ, hơn nữa có rất nhiều nữ đệ tử xinh đẹp, Ngô Bình cũng không thấy buồn chán. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã đến lúc Phương Tòa Kiếm Đạo xuất hiện, Hồng Liên Kiếm Tôn xuất hiện, bà ấy nói, Ngô Bình, đi theo tôi. Dứt lời, một vầng sáng nâng hai người lên không trung, biến mất. Các nữ đệ tử lập tức xông lên, ba mồm bảy miệng bàn tán. Cậu Ngô đi đâu vậy, có người hỏi. Nhan Vũ Sương liếc nhìn cô ta, lạnh nhạt nói, đi giành Vương Tỏa Kiếm Đạo. Các nữ đệ tử đều kinh ngạc, lần này người đến giành Vương Tỏa Kiếm Đạo đều là những nhân tài kiệt xuất của Đại Thiên Giới, cậu Ngô có thể thành công sao? Nhan Vũ Sương, cậu Ngô là đứng đầu kiếm bảng, hơn nữa nơi này còn là Vạn Kiếm Thiên Giới, cậu ấy nhất định sẽ thành công. Có người nói, nếu cậu Ngô có được Vương Tỏa Kiếm Đạo thì chính là người đứng đầu kiếm đạo rồi. Lúc này, Ngô Bình và Hồng Liên Kiếm Tôn chớp mắt đã vượt qua mấy chục nghìn dặm, đi đến một vùng hoang dã. Hai người vừa đến đã có 9 luồng sáng đáp xuống, chính là mấy người Thẩm Huyền Tông, còn có cả 7 vị cao thủ khác mà Ngô Bình không biết. Thẩm Huyền Tông cười nói, em gái Hồng Liên. Hồng Liên Kiếm Tôn, anh Tông, có 10 người chúng ta ở đây dốc sức bảo vệ, Vạn Kiếm Tiên Giới sẽ không ai có thể ám toán được Ngô Bình. Bây giờ Ngô Bình mới biết. Ba vị sư tôn lại đến giúp mình. 10 đại kiếm tôn bảo vệ bản thân, xem ra muốn có được Vương Tỏa Kiếm Đạo đúng là không đơn giản. Thẩm Huyền Tông giới thiệu 7 người kia với Ngô Bình, trong số bọn họ có 3 người cũng là kiếm tôn Vạn Kiếm Tiên Giới, 4 người còn lại thì là cao thủ đạo cảnh ở các tiên giới khác. Ngô Bình không nhịn được bèn hỏi, sư tôn, chẳng lẽ lúc kiêm đạo Vương Tỏa xuất hiện, sẽ có người gây bất lợi cho con sao? Thẩm Huyền Tông, có vô số thiên kiêu tập hợp tại đây. Sư trưởng của bọn họ đều hy vọng vãn bối mình có thể có được Vương Tỏa Kiếm Đạo, dù sao có được Vương Tỏa thì sẽ trở thành vương tộc mới.
Để đạt được mục đích, những thế lực này sẽ dùng mọi mánh khóe, bọn họ sẽ dùng những thủ đoạn thâm độc, loại trừ người cạnh tranh có khả năng uy hiếp cho bên họ. Con là đệ nhất kiếm bảng, không biết có bao nhiêu người sẽ ám toán con đâu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngô Bình cười khổ, xem ra nếu không có bối cảnh lai lịch thì căn bản không có cơ hội lấy được vương tọa kiếm đạo. Hồng Liên kiếm tôn, tôi đã chào hỏi với mấy vị cao. Thủ chí tôn kiếm đường, nếu cần thì bọn họ sẽ xuất hiện trợ giúp ngay lập tức. Bây giờ Ngô Bình chính là đệ tử tinh anh của chí tôn kiếm đường, lại thêm có Hồng Liên kiếm tôn ra mặt, về tình về lý bọn họ cũng không hy vọng Ngô Bình xảy ra chuyện gì cả. Thẩm Huyền Tông nói, Ngô Bình, sau khi vương tỏa kiếm đạo xuất hiện sẽ tạo thành một kết giới kiếm đạo xung quanh. Kết giới rất lớn, chỉ tu sĩ có thực lực, mạnh, tu vi dưới đạo cảnh mới có thể tiến vào. Vi sư nghĩ, lần này người tiến vào kết giới kiếm đạo sẽ không ít hơn 100 người, con tuyệt đối phải cẩn thận. Nói xong, 10 vị cao thủ vây xung quanh Ngô Bình, bọn họ vươn tay cùng lúc. Ngô Bình nhìn thấy, một lá bùa vàng sáng rực khổng lồ xuất hiện trên đầu mình, phù văn bên trên rất huyền diệu. Sau khi nó hình thành thì đột nhiên nhảy vào đầu Ngô Bình. La Vô Phi nói, đây là bùa hộ thân do 10 người chúng ta hợp sức tạo thành, trừ phi gặp cao thủ hỗn độn cảnh ra tay, nếu không không ai có thể đe dọa được an toàn của con. Hồng Liên kiếm tôn nói, cho dù là cao thủ hỗn độn cấp số ra tay thì chúng ta cũng sẽ giúp cậu san sẻ thương tổn, không đến nổi sẽ mất mạng. Ngô Bình nghiêm túc hành lễ với mấy người Hồng Liên kiếm tôn, đa tạ các vị tiền bối. Âu Dương Thiên Tế cười nói, Ngô Bình, con là thầy luyện đan, quay về nhớ giúp mấy vị tiền bối luyện mấy viên đan dược đấy. Ngô Bình vội nói, chuyện nhỏ, các tiền bối cần đan dược gì, chỉ cần nói với vấn bối, vãn bối sẽ cố gắng hết sức. Vừa nói xong, xung quanh bỗng nổi gió, vô số oan hồn phóng lên từ mặt đất, bọn nó thét gào chói tai kéo về phía Ngô Bình. Ngô Bình nheo mắt, chưa kịp đợi bùa họ thân trên người phát huy thì một gương mặt đeo mặt nạ bỗng mở. Bừng mắt, vô số oan hồn lập tức bị nguyền rủa, ai ai. Cũng thê thảm thét lên hóa thành từng luồng khói đen, ngay cả cơ hội đến gần Ngô Bình cũng chẳng có. Thẩm Huyền Tông cười lạnh, mấy người này ra tay cũng nhanh đấy, đây là vạn quỷ phệ hồn. Ngay sau đó, thân thể Ngô Bình bỗng suy yểu, trên đầu cậu xuất hiện một gương mặt quỷ bi thảm, miệng nhẩm lời nguyền cay độc. Ngô Bình lấy đao xương thiên tai ra, đao vừa lóe lên đã chém mặt quỷ thành hai nửa. Cửu Dương hóa cấm bí lực khẽ chấn động, sức mạnh nguyền rủa kia đã bị thanh tẩy, không thể gây ảnh hưởng gì cho cậu. Một lát sau, cách đó không xa bỗng vang lên tiếng động lớn, một luồng kiếm đạo khí đáng sợ ập đến, sau đó một kết giới màu vàng khổng lồ xuất hiện, như một mái vòm bao phủ phạm vi 3 vạn dặm xung quanh, Ngô Bình có thể cảm nhận rõ ràng, vương tỏa kiếm đạo đang triệu hồi cậu. Âu Dương Thiên Tế, vương tỏa kiếm đạo xuất hiện rồi. Ngô Bình vui mừng nói, sư tôn. Các vị tiền bối, con đi rồi về. Nói rồi, cậu hóa thành một luồng sáng lao vào, trong kết giới kiếm đạo. Cậu vừa tiến vào kết giới, trong không trung đã có 3.000 tia chớp từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh vào Ngô Bình. Bùa hộ thân trên người Ngô Bình lập tức, phóng ra hàng nghìn luồng sáng, tạo thành một vòng bảo hộ màu vàng hình cầu, bảo vệ lấy cậu. Vô số tia chớp đều đánh trúng lớp bảo vệ, trên người mấy người, Thẩm Huyền Tông cũng xuất hiện mấy vết chớp nhỏ. Hồng Liên kiếm tôn hừ lạnh một tiếng, diệt tuyệt thần lôi. Đối phương đúng là dùng thủ đoạn tinh thông. Thẩm Huyền Tông nói, tuy đã dự đoán trước trường hợp xấu nhất, nhưng vẫn đánh giá thấp mấy người đó rồi, lại còn dùng cả diệt tuyệt thần thông. Hồng Liên kiếm tôn nói, tôi thì không lo lắng bên ngoài kết giới, bùa hộ thân của chúng ta có thể ngăn chặn mọi thứ giúp cậu ấy. Nhưng đi vào trong kết giới, uy lực của bùa hộ thân cũng sẽ bị vương tỏa kiếm đạo áp chế. Sắc mặt Thẩm Huyền Tông nghiêm túc, đúng vậy, tôi lo lắng người bên trong sẽ liên hợp đối phó với Ngô Bình, dù sao cậu ấy cũng chỉ có một mình, hai tay khó địch lại bốn tay. La Vô Phi, phải có lòng tin với Ngô Bình, cậu ấy là đệ nhất kiếm bảng đấy. Thẩm Huyền Tông gật đầu, đúng vậy, nếu ngay cả cậu ấy cũng không thể thành công, thì người khác lại càng không có cơ hội. Lúc này, tia chớp trên không trung đã biến mất, Ngô Bình không hề bị ảnh hưởng gì, tiếp tục bay về phía kết giới. Âm, chỉ thấy cậu nhẹ nhàng phá vỡ kết giới, biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người. Trong kết giới lại là một khu hoang vắng, cậu cảm nhận một lúc rồi ngay lập tức bay về phương hướng vương tỏa kiếm đạo. Vừa bay được một đoạn, phía trước bỗng xuất hiện mười mấy luồng sáng,
đám người này đang chặn đường. Ngô Bình. Ngô Bình nhận ra người dẫn đầu, chính là công tử Linh Tử. Kẻ thù gặp mặt, đỏ mắt khi hận, công tử Linh Tử hừ lạnh một tiếng, nhìn Ngô Bình chằm chằm, tên nhóc. Kia, không ngờ cậu dám đến nơi này, tranh giành vương, tỏa kiếm đạo với tôi. Ngô Bình thản nhiên nói, vương tỏa kiếm đạo cũng chẳng phải của nhà anh, tại sao tôi không thể giành? Công tử Linh Tử cười lạnh, chắc cậu cũng biết thân phận tôi, tranh giành với tôi, cậu chỉ có đường chết. Vậy sao? Vậy anh thử xem, Ngô Bình nhìn anh ta chăm chằm. Công tử Linh Tử chỉ vào mười mấy người bên cạnh nói, đây đều là những trợ thủ của tôi, thực lực cậu có mạnh hơn nữa, có thể đánh được mười mấy người chúng tôi liên thủ với nhau hay sao? Nếu cậu ngoan ngoãn giao nộp kiếm nhu thủy, tôi có thể tha cho cậu được sống. Còn có tôi nữa. Ngay lúc này, lại có một lồng sáng đáp xuống. Ngô Bình nhìn người mới đến, vóc dáng cao lớn, anh tuấn bất phàm, mặc một bộ đồ màu lam, bên hông có hai thanh bảo kiếm. Nam Cung Tường, người đến tự báo tên họ. Ngô Bình nói, thì ra anh chính là Nam Cung Tường. Hôm qua anh không dám nhận thách đấu của tôi, bây giờ sao lại nhảy ra vậy? Nam Cung Tường hừ lạnh, so với vương tỏa kiếm đạo, chỉ là đệ nhất kiếm bảng có là gì, tôi muốn giữ lại sức, tập trung vào chuyện này. Ngô Bình khẽ thở dài, nói, vậy thì ra tay đi. Nói rồi, cậu rút tiên kiếm bạch hổ ra, trường kiếm vung lên, người xung quanh đều rơi vào ảo cảnh, chiêu cậu dùng chính là huyễn thế thiên trảm. Ra tay, đừng để cậu ta sống sót, công tử Linh Tử hung hăng nói, mười mấy người đồng loạt ra tay, mỗi người một loại pháp thuật, bùa chú đều dùng ra hết. Thế nhưng, kiếm Ngô Bình vừa vung lên, tất cả mọi người đều rơi vào ảo cảnh. Bóng dáng Ngô Bình bỗng biến mất khỏi tầm mắt. Lúc này, ánh mắt Ngô Bình nhìn chằm chằm công tử. Linh Tử, người này là đầu não của đám người này, cậu nhất định phải giết chết công tử Linh Tử này trước. Sau đó, bí anh thứ hai của cậu bỗng mở bừng mắt, hai lưỡng sáng vàng bỗng chiếu rọi về phía công tử Linh Tử, anh ta chỉ cảm thấy da đầu tê dại, thần hồn căng cứng, trong đầu vang lên âm thanh máy móc lạnh lùng, mục tiêu đã khóa, vô song quyết đấu. Công tử Linh Tử kinh ngạc, anh ta cảm thấy cảnh giới của mình đang bị một sức mạnh thần bí mạnh mẽ áp chế, từ thần thông hậu kỳ thoáng chốc đã hạ xuống. Cảnh giới bí anh, tuyệt thế nhất kiếm, Ngô Bình lạnh lùng nói, sau đó bóng dáng bỗng biến mất. Giây tiếp theo, một luồng kiếm quang sáng rực xuất hiện trước mặt công tử Linh Tử, tấn công chém giết. Sắc mặt công tử Linh Tử thay đổi, lập tức dùng tất thảy toàn bộ thủ đoạn, bùa chú, pháp khí, pháp thuật để tấn công. Thế nhưng cũng vô dụng, tuyệt thế nhất kiếm của Ngô Bình đã dung hợp với ngũ kiếm trọng sơn, uy lực trước nay chưa từng có, người từ đạo cảnh trở xuống không ai có thể sống. Huống hồ, cảnh giới công tử Linh Tử cũng đã bị đè ép xuống, hoàn toàn không phát huy được thực lực nên có. Không, anh ta thê thảm hét lên, muốn sử dụng con rối thế mạng trên người. Nhưng cũng vô vọng, bí anh của Ngô Bình có thể phân biệt được thật giả, vẫn tập trung vào chân thân của anh ta. Xoẹt, kiếm quang lóe lên, thân thể công tử Linh Tử cứng đờ ngã xuống. Giây tiếp theo, đầu và thân thể anh ta tách rời, miệng vết thương còn tỏa ra kiếm quang kinh người. Âm kiếm khí bùng nổ, thân thể và linh hồn công tử Linh Tử bị tiêu diệt. Hiện trường tĩnh lặng như tờ, những người còn lại đều lùi về sau, kinh sợ nhìn công tử Linh Tử. Một kiếm, người này chỉ dùng một kiếm đã giết chết công tử Linh Tử, anh ta chính là cao thủ chuyển thế của Tả Lăng Hư đấy. Người này không thể địch lại được, chạy mô. Không biết là ai hô lên, tất cả mọi người đều bỏ chạy. Sắc mặt Nam Cung Tường khó coi, cũng không quan tâm đến mặt mũi, cũng bỏ chạy theo. Ngô Bình cũng không đuổi theo, cậu đi đến trước thi thể công tử Linh Tử, nhặt một chiếc nhẫn chứa đồ. Cậu quét mắt nhìn, trong nhẫn chứa đồ có không ít đồ đạc, không hổ là Tả Lăng Hư chuyển thế. Cậu nhếch miệng khẽ cười, tiếp tục chạy theo hướng của vương tỏa kiếm đạo. Càng đến gần vương tọa, cậu càng cảm nhận được, vương tọa đang triệu hồi cậu, kiếm khí vô thượng trong. Người cậu tựa như cũng muốn lao ra khỏi thân thể, bay đến vương tọa. Cuối cùng, cậu nhìn thấy phía trước xuất hiện một luồng kiếm quang bóp méo thời không, không nhìn rõ bên trong là thứ gì. Lúc này, gần đó đã có hơn trăm tu sĩ, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào vương tọa, nhưng không ai dám lại gần. Kiếm khí của vương tọa kiếm đạo quá đáng sợ. Bọn họ cũng không tự tin có thể chịu đựng được. Ngô Bình không hề do dự, bay thẳng đến luồng sáng. Cậu vừa lại gần thì đã có hàng nghìn kiếm khí chém đến,
mỗi luồng kiếm khí giống như một cao thủ kiếm thuật vậy, sức sát thương rất đáng sợ. Vẻ mặt cậu không đổi, vung tiên kiếm bạch hổ, bỗng có một vách kiếm xuất hiện, chặn lại toàn bộ kiếm khí. Mắt thấy có người lao đến, lại còn nhẹ nhàng ngăn chặn kiếm khí như vậy, cũng có mười mấy người nhảy lên trên không, bay về phía luồng kiếm quang. Xoẹt! Kiếm khí quét ngang qua, trong số mười mấy người này, có năm người bị kiếm khí chém chết tại chỗ. Những người còn lại thì bị kiếm khí đánh trọng thương, phun ra máu rút lui. Ngô Bình mang theo kiếm khí bay về phía trước, kiếm khí càng lúc càng dày đặc, cậu phóng ra chảm đạo. Thập tam kiếm, năm thanh kiếm khổng lồ xuất hiện sau lưng cậu. Cậu tiến gần đến luồng sáng thì số lượng thanh kiếm sau lưng càng nhiều, 6 thanh, 7 thanh, 8 thanh. Khi cậu đến gần sát với luồng sáng, sau lưng đã xuất hiện đến 9 thanh kiếm khổng lồ. Thế nhưng, bên ngoài luồng sáng vàng có lực cản rất đáng sợ, khiến cậu không thể phá vỡ. Cậu cảm giác như luồng sức mạnh này mạnh đến mức kỳ lạ, với thực lực hiện tại của cậu, căn bản không thể đối phó. Ngay lúc này, kiếm khí vô thượng hình thành từ vô thượng kiếm khúc bỗng phúc ra, bao trùm lấy thân thể cậu. Bỗng nhiên, cậu cảm nhận được lực cản kia đã biến mất, cả người cậu đã dung nhập vào trong luồng sáng vàng. Bên trong luồng sáng vàng, xung quanh đều là những vầng sáng chói mắt, không nhìn được gì cả. Nhưng Ngô Bình cảm nhận được có vô số kiếm khí thâm nhập vào trong thân thể cậu qua từng lỗ chân lông. Nếu không phải cậu đã lĩnh ngộ được thân áo, thì thân thể này sẽ bị tiêu diệt ngay tức khắc rồi. Dù vậy, Ngô Bình cũng rất đau đớn, cảm nhận vô số gai độc đang đâm vào thân thể mình. Càng đáng sợ hơn là, kiếm khí tiến vào càng lúc càng nhiều, đã vượt qua giới hạn chịu đựng của thân thể người. Mắt thấy thân thể cậu sắp bị tiêu diệt, kén sáng chứa hạt giống cấm kỳ đang thai nghén bỗng tỏa ra một luồng sức mạnh thần bí, luồng sức mạnh này đi đến đâu thì thân thể đang suy sụp của Ngô Bình lập tức khôi phục ngay. Kiếm khí khi tiếp xúc luồng sức mạnh này, cũng trở nên mềm mỏng hơn rất nhiều, không còn phá hoại mọi thứ nữa. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, cũng không biết đã qua bao lâu, cảm giác đau đớn dần biến mất. Ngô Bình cảm giác kiếm khí đang thay đổi thân thể và linh hồn cậu, khi quá trình thay đổi đến một bước nhất định, trong đầu cậu bỗng có tiếng động vang lên, kiếm khí tiến vào trong thân thể bỗng chốc có trật tự, bọn chúng mở ra một không gian trong ngực Ngô Bình, sau đó một vương tọa khổng lồ đã xuất hiện. Nhìn thấy vương tọa, Ngô Bình chợt giật mình trong lòng, thời không này chẳng phải có thể dùng cho thần cung thứ hay sao? Nghĩ đến đây, cậu lập tức làm ngay. Trong không gian địa hỏa phong thủy biến đổi, trong hoàn cảnh đơn điệu xuất hiện một khoảng đất và khoảng không lớn, sau đó một cung điện khổng lồ xuất hiện, kiếm đạo vương tạo cũng bao trùm lấy nó bên trong. Cùng lúc đó, bóng của Ngô Bình cũng xuất hiện bên trong, ngồi ngay ngắn trên vương tọa kiếm đạo. Bỗng nhiên, kiến thức kiếm đạo còn huyền ảo hơn cả vô thượng kiếm khúc xuất hiện trong đầu cậu, lúc này cậu mới biết, muốn nắm giữ toàn bộ vô thượng kiếm khúc, còn phải đi một đoạn đường dài nữa. Luồng sáng vàng bỗng biến mất, kết giới kiếm đạo xung quanh cũng không thấy đâu. Ngô Bình lập tức độn thuật rời khỏi nơi này, mau chóng quay về bên cạnh sư tôn. Mọi người đều cảm nhận được sự thay đổi của kết giới kiếm đạo, thấy Ngô Bình bình an quay về, gần như trăm miệng một lời hỏi cậu, sao rồi? Ngô Bình khế cười, vận may còn không tệ, có được vương tỏa kiếm đạo rồi. Thẩm Huyền Tông hít sâu một hơi, mau quay về Chí Tôn kiếm đường. Hồng Liên kiếm tôn vung tay, một luồng kiếm quang bao phủ hai người, quay về Chí Tôn kiếm đường với tốc độ nhanh nhanh. Sau khi Ngô Bình rời đi, Thẩm Huyền Tông cười lớn ha ha, Ngô Bình có được vương tọa, sau này sẽ là đệ nhất kiếm đạo rồi. Tiếp tới, chúng ta phải bắt tay chuẩn bị thành lập kiếm tông đệ nhất rồi. Lại nói đến Hồng Liên kiếm tôn hộ tống Ngô Bình quay về kiếm đường, bà ấy nói, Ngô Bình, cậu quay về. Tử Long Phong tu luyện một thời gian trước, đợi bên ngoài bình lặng rồi tính tiếp. Ngô Bình biết là Hồng Liên kiếm tôn đang bảo vệ mình, cậu gật đầu, vâng. Quay về Tử Long kiếm, Ngô Bình ngồi xếp bằng, dùng hết sức mình lĩnh ngộ truyền thừa trong vương tỏa kiếm đạo. Tin tức vương tỏa kiếm đạo được đệ nhất kiết bảng là Ngô Bình đoạt được cũng mau chóng truyền đi khắp vạn kiếm tiên giới, Chí Tôn kiếm đường lập tức náo nhiệt hẳn lên, không ít người đến thăm hỏi, muốn gặp mặt Ngô Bình một lần. Thậm chí còn có người đưa ra cái giá trên trời, muốn mua lại vương tỏa kiếm đạo. Trong tay Ngô Bình, thế nhưng, những người này đều bị Chí Tôn kiếm đường đẩy đi cả. Chớp mắt đã trôi qua nửa tháng, lĩnh ngộ của Ngô Bình đã gần đến hồi kết, mà tin tức về vương tỏa kiếm đạo ở bên ngoài cũng đã dần lắng xuống, náo nhiệt cũng đã qua. Hôm nay,
cậu đang chuẩn bị đi dạo hít thở không khí, vừa mở cửa ra đã thấy Thu Sinh đứng ngoài cửa với vẻ mặt u buồn. Cậu hỏi, Thu Sinh, anh có chuyện gì sao? Thu Sinh thấy Ngô Bình ra ngoài, vội vàng thở phào. Nhẹ nhõm, nói cậu Ngô, mấy hôm trước Tử Hỏa quay về thượng viện gặp đồng môn, kết quả bị một nam đệ tử theo đuổi cô ấy không thành lại dây dưa, còn động tay động chân với cô ấy. Tử Hỏa lo lắng, đã ra tay khiến nam tu đó bị thương. Nam tu đó là cháu trai của một vị trưởng lão ở thượng viện, vị trưởng lão kia tức giận bèn nhốt Tử Hỏa vào trong nhà lao. Tôi đi nghe ngóng thử thì nam tu kia đưa ra điều kiện, để Tử Hạo làm đạo lữ của anh ta, nếu không sẽ phế bỏ tu vi của cô ấy, sau đó sẽ trục xuất khỏi Chí Tôn kiếm đường. Ngô Bình nhíu mày, Tử Hỏa là người của Tử Long Phong, tuy thân phận hạ nhân, nhưng đánh chó phải ngó mặt chủ, trưởng lão thượng viện này lại dám tùy ý động đến người của cậu như vậy, chuyện này không đơn giản. Cậu nói, tôi biết rồi. Ngô Bình cũng không đến thượng viện ngay, cậu vẫn chưa quen với Chí Tôn kiếm đường. Vì vậy đến tìm Nhan Vũ Xương trước. Ngô Bình đến khiến Nhan Vũ Xương vừa kinh ngạc vừa vui mừng, cô ta cười nói, cậu Ngô, tôi đi tìm anh hai lần, nhưng anh đều đóng cửa, nên tôi không làm phiền anh nữa. Vũ Xương, tôi có vài chuyện mời nhờ cô chỉ giáo. Cậu cười nói, có thời gian không? Nhan Vũ Xương vội vàng gật đầu, đương nhiên có thời gian, chỉ giáo thì không dám nhận, tôi biết gì sẽ nói hết cho anh. Ngô Bình, thượng viện có bao nhiêu đệ tử? Người quản lý thượng viện là ai? Nhan Vũ Xương cười nói, cậu Ngô hỏi đúng người rồi, từ đầu tôi đã là đệ tử của thượng viện rồi, sống ở đó cũng hơn nửa năm. Cô ta nói với Ngô Bình, thượng viện có đến mấy nghìn đệ tử. Mấy đệ tử này đều đến từ các tông môn lớn nhỏ khắp vạn kiếm tiên giới, cùng với một bộ phận là đệ tử và con cháu của các trưởng lão Chí Tôn kiếm đường. Trưởng lão quản lý thượng viện gọi là trưởng lão thượng viện. Quyền lực trong tay lớn nhất trong số các trưởng lão là trưởng lão thủ tịch, mọi chuyện lớn nhỏ trong thượng viện về cơ bản đều do trưởng lão thủ tịch quyết định. Hiện tại, trưởng lão thủ tịch tên là Mộ Dung Tập là thành viên của một nhà Mộ Dung, một trong 7 thế gia lớn. Nhà Mộ Dung có sức ảnh hưởng rất lớn với toàn bộ Chí Tôn kiếm đường này. Nghe thấy cô ta nhắc đến thế gia, Ngô Bình nhớ đến, Tư Thanh Sơn, bèn hỏi, Vũ Xương, trong 7 thế gia lớn, có phải còn có nhà họ Tư không? Nhan Vũ Xương cười nói, đương nhiên rồi. Lão tổ nhà họ Tư Vô Lượng Kiếm Tôn chính là một trong tứ đại kiếm tổ của vạn kiếm tiên giới, còn là người thành lập chính của Chí Tôn kiếm đường nữa. Để mà nói chính xác thì nhà họ Tư trong 7 thế gia lớn thì xếp trong 3 nhà đứng đầu. Ngô Bình khá bất ngờ, chỉ xếp trong 3 nhà đứng đầu thôi sao? Tôi còn tưởng, với sức ảnh hưởng của Vô Lượng Kiếm Tôn thì nhà họ Tư trở thành thế gia đệ nhất rồi. Nhan Vũ Xương vội lắc đầu. Vô Lượng Kiếm Tôn đương nhiên có sức ảnh hưởng lớn, nhưng ông ấy mãi vẫn không có người kế thừa. Người nhà họ Tư hiện tại, thật ra là con nuôi mà Kiếm Tôn đã nhận nuôi 500 năm trước. Có thể bởi vì không phải huyết mạch của Kiếm Tôn nên nhà họ Tư mãi vẫn không sinh ra được nhiều thiên kiêu, vì vậy tuy tổ tiên dư giả, nhưng cuối cùng cũng bị đẩy vào thế giới trong 7 thế gia lớn. Đương nhiên, đồ tử đồ tôn của Vô Lượng Kiếm Tôn rất nhiều, bọn họ dù ít dù nhiều cũng sẽ nguyện ý giúp nhà họ Tư. Nếu không có mấy người này giúp đỡ thì nhà họ, Tư muốn bước vào trong 7 thế gia lớn cũng khó. Ngô Bình không ngờ, tiên tổ nhà họ Tư lại chỉ là con nuôi của Vô Lượng Kiếm Tôn. Nói đến đây, Nhan Vũ Xương thấp giọng nói, cậu Ngô, tôi nghe nói thật ra Vô Lượng Kiếm Tôn có một người con gái, nhưng sau này không biết vì sao lại mất tích, bên ngoài có đủ kiểu suy đoán. Ngô Bình, Vũ Xương, hôm nay trưởng lão thượng viện đã bắt một nha hoàn của tôi, chuyện này khiến tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Nhan Vũ Xương ngây người, cô ta hỏi, có phải là sư muội Tử Hỏa đánh Mộ Dung Trấn bị thương mà bị nhốt vào nhà lao không? Ngô Bình cười nói, cô cũng nghe rồi sao? Nhan Vũ Xương, tôi biết chuyện này, nhưng không biết Tử Hỏa là nha hoàn của cậu Ngô. Vẻ mặt cô ta cũng nghi hoặc, lầm bầm nói, kỳ lạ. Cậu Ngô là đệ nhất kiếm bảng, là người được chọn có được vương tỏa kiếm đạo, nhà Mộ Dung thân là một trong 7 thế gia lớn, cho dù thế nào cũng không nên đắc tội với cậu Ngô mới đúng. Ngô Bình, vì vậy tôi mới cảm thấy kỳ lạ. Vũ Xương, cô cảm thấy mục đích của nhà Mộ Dung làm vậy là gì? Nhan Vũ Xương là cô gái thông minh, cô ta đảo mắt, bất giác căm hận nói, nhà Mộ Dung này đúng là vô sỉ, vậy mà lại nghĩ ra cách như vậy. Ngô Bình cảm thấy rất kỳ lạ, hỏi cô ta, Vũ Xương. Cái gì vô sỉ? Nhan Vũ Xương cúi đầu, N bây giờ là miếng bánh thơm,
tất cả thế lực chí tôn kiếm đường đều sẽ cố gắng lôi kéo. Ngô Bình ngạc nhiên, ý cô nói, nhà Mộ Dung làm như vậy là vì muốn mượn sức tôi sao? Nhan Vũ Xương thở dài, mấy ngày trước, Mộ Dung Băng đột nhiên vào Thượng Viện. Cô ta là đệ tử tinh anh, bình thường thì không thể vào được Thượng Viện. Cô ta làm như vậy, tất nhiên là đã chuẩn bị trước, đợi anh chui đầu vào thôi. Ngô Bình bất giác bật cười, tôi thì có gì để lôi kéo chứ? Nhan Vũ Xương vừa nhìn đã nhìn thấy kế sách của nhà Mộ Dung, cô ta nói, bọn họ đã tính toán anh nhất định sẽ tìm đến bọn họ đòi người, đến lúc đó nhà Mộ Dung sẽ thuận nước đẩy thuyền, để Mộ Dung Băng tiếp xúc với cậu Ngô. Cứ vậy, chẳng phải cô ta sẽ có cơ hội tiếp cận với anh rồi sao? Ngô Bình xoa mũi, tôi đáng đến vậy sao? Nhan Vũ Xương cười khổ, đừng nói là Mộ Dung Băng, ngay cả rất nhiều cô gái trẻ chưa gả đều động lòng cả đấy. Ngô Bình ho khan một tiếng. Nói, nếu nhà Mộ Dung cũng không có ác ý thì chuyện này cũng dễ giải quyết. Nhan Vũ Xương lại nói, cậu Ngô, bảy thế gia lớn chắc chắn sẽ tự tung ra các chiêu khác nhau để kéo anh về phe. Tuy tôi không hiểu quyền mưu, nhưng cũng biết trong bảy thế gia lớn này, anh chỉ cần quan tâm đến hai nhà trong đó. Ngô Bình, ồ, hai nhà nào? Nhan Vũ Xương lại nói một lượt, cô ta nói cho Ngô Bình. Trong bảy thế gia lớn chỉ có nhà họ Lôi và nhà họ Trương mới là gia tộc thật sự nắm ra mạch máu chí tôn kiếm đường. Đương nhiên, ngoài nhà họ Lôi và nhà họ Trương, còn có Vô Lượng Kiếm Cung, đồ tôn đồ tư của Vô Lượng Kiếm Tôn tuy giải rác, khả năng tập trung lại cũng kém một chút nhưng thực lực tổng thể lại là mạnh nhất. Ví dụ như, những người duy trì nhà họ Tư cũng chỉ có một phần nhỏ trong nhóm người này, nhưng vẫn đưa được nhà họ Tư vào trong bảy thế gia lớn. Ngô Bình, tôi nghe nói chí tôn kiếm đường nắm giữ tài nguyên của vạn kiếm tiên giới nhiều nhất, những ải nguyên này được phân chia thế nào? Nhan Vũ Xương, bên dưới bảy thế gia lớn và Vô Lượng Kiếm Cung, hoặc ít hoặc nhiều đều kiểm soát một vài tông môn giáo phái, những thế lực này lấy được tài nguyên thì đều phải giao lại một phần lớn cho bọn họ. Nói đến đây cô ta bỗng cười nói, đương nhiên, tài nguyên nhiều nhất vẫn thuộc về toàn bộ chí tôn kiếm đường. Ví dụ như cậu Ngô hiện tại là tỉnh Anh cấp 3. Tài nguyên lấy được xem như cũng khá nhiều. Bước tiếp theo, Ngô Bình chuẩn bị tiến đến đệ tử truyền thừa, vì thế lại hỏi, đệ tử truyền thừa có thể lấy được bao nhiêu tài nguyên? Nhan Vũ Xương nói, tài nguyên mà vạn kiếm tiên giới cho đệ tử tinh anh cũng giống nhau là đều dùng tiền đại đạo. Nếu là đệ tử truyền thừa thì sẽ dùng khố phiếu. Khố phiếu là gì, Ngô Bình chưa từng nghe đến bao. Giờ, vội hỏi. Nhan Vũ Xương cười nói, những món bảo vật quý giá của thập đại tiên giới đều cất giữ trong tiên khố. Tiên khố tích lũy qua vô số năm, đồ vật bên trong nhiều không kể xiết, hơn nữa có không ít những món dị bảo. Quý hiếm, nhưng, đồ đạc trong tiên khố không thể dùng tiền mua được, chỉ có thể dùng khố phiếu để đổi. Trong thập đại tiên giới, các thế lực có tư cách lấy được khố phiếu rất ít, tổng cộng cũng chỉ có mười mấy nhà. Ngô Bình bỗng nhớ đến Thái Hoàng Giáo. Thái Hoàng Giáo dường như không có tư cách giành được khố phiếu. Vì thế cậu lại hỏi, một tấm khố phiếu có thể đổi được bao nhiêu món đồ? Nhan Vũ Xương cười nói, nghe nói khố phiếu có nhiều mệnh giá khác nhau, nhưng phát cho đệ tử thì đều là mệnh giá 1.000. Có người từng tính thử, một khố phiếu mệnh giá 1.000, sức mua cũng tương đương với 4.800.000 tiền đại đạo. Ngô Bình cười nói vậy, một khố phiếu tương đương với 4.800.000 tiền đại đạo. Kiểu so sánh này cũng không có ý nghĩa gì. Dù sao những thứ mà khố phiếu mua được, đạo đạo tệ không thể mua được. Những đồ vật như vậy thì đều rất quý giá, nếu lấy ra đem bán đấu giá, giá cả có thể phải lên gấp mấy lần, thậm chí gấp chục lần. Nếu tính như vậy thì giá trị của một khố phiếu mệnh giá 500 thực sự có thể lên đến hàng chục triệu tiền đại đạo. Ngô Bình hỏi vấn đề muốn hỏi nhất, mỗi năm đệ tử truyền thừa có thể có được bao nhiêu khố phiếu? Nhan Vũ Xương nói, những chuyện này đều được viết trong điều lệ, mỗi năm đệ tử Huyền Quang nhận 500 triệu tấm khố phiếu, đệ tử Hổ Tuyền nhận 2 tỷ khố phiếu, đệ tử Long Uyên nhận 10 tỷ khố phiếu. Ngô Bình rất kinh ngạc, một tấm khố phiếu mệnh giá 1.000, trị giá mấy chục triệu tiền đại đạo, sức mua của 10 tỷ khố phiếu, há chẳng phải là một con số khổng lồ sao? Chí Tôn Kiếm Đường có nhiều khố phiếu như vậy sao? Cậu bất giác có chút lo lắng. Nhan Vũ Xương cười nói, từ trước đến nay cũng chưa từng xuất hiện đệ tử Long Uyên, đương nhiên cũng không cần lo lắng. Nhưng cho dù có xuất hiện một vị Long Uyên, thì với tích lũy hàng nghìn năm như Chí Tôn Kiếm Đường, chắc chắn cũng trả được. Hỏi han Nhan Vũ Xương rồi Ngô Bình lập tức đến Thượng Viện.
Tên gọi đầy đủ của Thượng Viện là Thượng Viện Chí, Tôn Kiếm Đường, gọi ngắn gọn là Thượng Viện. Đệ tử ở đây là nhóm xuất sắc nhất dưới đệ tử chân tuyền, vì vậy số lượng không nhiều. Tổng số đệ tử của Thượng Viện cũng chỉ chừng sau 7.000 người. Mỗi năm, Thượng Viện sẽ có khoảng 1-200 đệ tử nỗ lực cố gắng thăng cấp lên đệ tử chân truyền. Đệ tử chân truyền có thể tu luyện công pháp thực sự, có được nhiều tài nguyên hơn, vì vậy tu hành cũng thuận lợi hơn. Đệ tử ưu tú nhất trong đó còn được các trưởng lão công nhận, thu nhận làm đệ tử thân truyền. Ngô Bình là đệ tử tinh anh, đệ nhất kiếm bảng, là người có được kiếm đạo vương tọa, những hào quang này khiến cậu càng chói mắt rực rỡ. Chuyện này còn thuận lợi hơn so với tưởng tượng, Ngô Bình vừa đến Thượng Viện thì có một cô gái mặc đồ đỏ xuất hiện nghênh đón, cười nói cậu Ngô đại giá quang lâm, Thượng Viện cũng được vẻ vang thay. Ngô Bình quan sát cô gái áo đổ, vẻ ngoài tuyệt thế. Môi đỏ mày lá liễu, da rẻ như ngọc, tóc dài như thác, vẻ ngoài không hề kém Nhan Vũ Xương, hơn nữa khí chất còn cao hơn một bậc. Cậu đoán cô gái này chính là Mộ Dung Băng, làm phiền rồi, xin hỏi cô là. Tôi là Mộ Dung Băng, cô gái cười nói cậu Ngô đến Thượng Viện có chuyện gì sao? Ngô Bình nói thẳng vào vấn đề, bên cạnh tôi có một nha hoàn tên Tử Họa. Cô ấy phạm lỗi sai, bị trưởng lão Thượng Viện nhốt trong nhà lao. Tôi nghe nói. Có nam đệ tử đe dọa cô ấy, nếu không chịu gả cho anh ta thì sẽ phế bỏ tu vi đuổi xuống núi. Mộ Dung Băng có vẻ kinh ngạc, có chuyện này. Sao, xin cậu Ngô cứ yên tâm, tôi lập tức cử người điều tra ngay. Ngô Bình, làm phiền rồi. Cậu Ngô danh chấn thiên hạ, có thể đến Thượng Viện là vinh hạnh của các trưởng lão và đệ tử, mời cậu Ngô vào trong viện ngồi uống chén trà. Ngô Bình khẽ gật đầu, làm phiền cô Mộ Dung rồi. Mộ Dung Băng đưa Ngô Bình đến một viện nhỏ yên tĩnh nho nhã, trong viện có trồng mấy loại hoa, trước cửa còn có một con mèo trắng như tuyết. Trong viện nhỏ chỉ có Ngô Bình và Mộ Dung Băng, sau khi vào sân Mộ Dung Băng khẽ cười, nói ập Ngô đợi một lát nữa Tử Họa có thể đến rồi. Ngô Bình, đa tạ. Trong lúc hai người chờ đợi thì nói chuyện mấy câu, Ngô Bình phát hiện trong góc phòng có đặt một lò luyện đan. Lò luyện đan có một luồng khí cổ xưa, hình bát giác, bốn chân. Bề mặt có những ký tự kỳ lạ, vẻ ngoài và kết cấu đều khác với những loại lò luyện đan mà Ngô Bình biết. Ánh mắt cậu nhìn vào lò luyện đan, cũng không rời đi, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc. Mộ Dung Băng cười hỏi, cậu Ngô biết vật này sao? Ngô Bình, đây có lẽ là lò luyện đan, nhưng so với những lò luyện đan mà tôi biết thì không giống. Cô Mộ Dung biết lai lịch lò luyện đan nào sao? Mộ Dung Băng nói, đây là do cha tôi tìm được trên tiên thị từ xưa. Lúc đó cũng không tốn bao nhiêu tiền, chỉ là cảm thấy nó khá kỳ lạ, có thể là đồ cổ, sau này cha tôi ỉm cao nhân đến xem, nói có khả năng là đồ vật của Thánh Cổ Đại Lục. Ngô Bình giật mình, thì ra là lò luyện đan của Thánh Cổ Đại Lục. Cậu bất giác đi về phía lò luyện đan. Từ trên xuống dưới lò đan có màu xanh trắng, khi tay đụng vào nó thì sẽ cảm nhận được sức mạnh quỷ dị, cậu lắp bắp, trong lòng nói thầm, sức mạnh cấm kỵ. Chủ nhân của vườn dược liệu từng ghi chép lại một cách thức luyện đan kỳ diệu, luyện đan cấm kỵ. Dùng lò đan cấm kỵ, một phần dược liệu cấm kỵ cộng thêm sự điều khiển của thầy luyện đan đối với sức mạnh cấm kỵ thì có thể luyện chế ra đan dược cấm kỵ hiếm có trên đời. Cùng loại dược liệu, đan cấm kỵ sẽ có hiệu quả cao hơn gấp trăm, nghìn lần so với đan bình thường. Đan cấm kỵ có sức mạnh cấm kỵ, có thể làm một người thoát thai hoán cốt. Mộ Dung Băng quan sát vẻ mặt của Ngô Bình. Cô ta cười nói, cậu Ngô, nếu nó là lò đan thì còn dùng được không? Ngô Bình gật đầu, có thể, nhưng chỉ người có trình độ đan đạo cực cao mới có thể dùng. Mộ Dung Băng nghe vậy cười nói, nghe nói cậu Ngô am hiểu luyện đan, nếu cần dùng tới, lò đan này tặng cho cậu Ngô. Bảo vật quý giá như thế, Ngô Bình tất nhiên không từ chối, không công không nhận thưởng. Tôi nhận lò đan, khoảng thời gian nữa, tôi sẽ đưa tặng cô hai viên đan cấm kỵ. Mộ Dung Băng run lên, đan cấm kỵ, rõ ràng cô ta cũng biết loại đan này. Ngô Bình gật đầu, đây là lò đan cấm kỵ, có thể dùng để luyện đan cấm kỵ. Mộ Dung Băng cảm thấy khó tin, dù cô ta nghe nói Ngô Bình biết luyện đan nhưng không ngờ cậu biết cả việc luyện chế đan cấm kỵ trong truyền thuyết. Cậu định luyện đan gì? Ngô Bình có không ít dược liệu, trong đống đan kinh cũng có không ít đan cấm kỵ, cậu nghĩ rồi nói, đan tiềm long. Đan tiềm long có thể khai phá và tăng cường tiềm lực của một người, tinh thần như rồng. Một viên đan tiềm long có thể làm người bình thường thay ra đổi thịt, có sức mạnh của rồng.
Đương nhiên dược liệu để luyện chế đan tiềm long cực kỳ quý giá, với tài nguyên trong tay Ngô Bình, chỉ còn thiếu hai loại mới gom đủ hai lô đan dược. Mộ Dung Băng giật mình, cô ta biết đan cấm kỳ rất kỳ diệu, nếu có được hai viên, nhà Mộ Dung nhất xuất hiện hai vị thiên kiêu. Nghĩ tới đây, cô ta vội hỏi, cậu Ngô cần gì, nhà Mộ Dung nhất định sẽ hỗ trợ hết sức. Ngô Bình nghĩ tới hai dược liệu kia rồi nói, trong tay tôi còn thiếu cỏ địa tu và quả thanh tô. Mộ Dung Băng nói, cậu Ngô chờ một chút, tôi đi hỏi nhà Khôn. Cô ta lấy ra một tấm ngọc phù, ghi tên của dược liệu lên trên. Qua nửa phút, ngọc phù lóe lên, bên trên hiện tin tức, sau đó hai mắt Mộ Dung Băng sáng lên, cô ta cười nói, cậu Ngô, trong phòng thuốc dù không có cỏ địa tu và quả thanh tô nhưng có thể mua sắm từ kho tiên. Hai vị thuốc này sẽ có trong một tiếng tới. Ngô Bình gật đầu, vậy thì tốt quá. Chưa đầy một lát sau, Tử Họa vào trong viện, trên người không hề có vết thương, quần áo cũng sạch sẽ, xem ra không bị thương hay làm khó gì. Cậu Ngô thấy Ngô Bình, Tử Họa xúc động, mắt đỏ lên. Ngô Bình gật không làm gì cô chứ. Tên kia uy hiếp đệ tử của bên cô. Tử Họa lắc đầu, làm bị thương tôi xong thì đối phương không lộ mặt. Mộ Dung Băng nói, Tử Họa, cô yên tâm, tôi đã cho người trừng phạt, cảnh cáo, sau này đối phương không dám tìm cô gây sự nữa. Tử Họa dịu dàng cúi đầu với Mộ Dung Băng, cảm ơn cô Mộ Dung. Dù mọi người đều là đệ tử của Chí Tôn Kiếm Đường, nhưng Mộ Dung Băng lại có địa vị cao quý, cô ta cũng chỉ có thể gọi đối phương là cô Mộ Dung. Ngô Bình, không sao là tốt rồi, cô về trước đi. Tử Họa gật đầu, về Tử Long Phong trước. Trong thời gian chờ dược liệu, Ngô Bình nghiên cứu lò đan cấm kỳ, cậu phát hiện, trong lò đan có 8 loại sức mạnh cấm kỳ kiểm chế nhau, tạo thành một loại cân đối. Vì vậy, dựa vào đan kinh, cậu biết một vài thủ pháp. Sử dụng lò đan cấm kỳ, lúc này mới bắt đầu thử. Thúc dục cửu dương hóa cấm, bắt đầu luyện hóa sức. Mạnh cấm kỳ bên trong. Đúng vậy, muốn dùng lò đan cấm kỳ, đầu tiên là phải luyện hóa sức mạnh cấm kỳ bên trong, chỉ có như thế mới biết có thể dùng hay không. Ngô Bình luyện hóa không ít sức mạnh cấm kỳ. Sức mạnh cấm kỳ trong lò đan này thuộc về lực lượng tiểu thiên cấm kỳ, với Ngô Bình, luyện hóa nó cũng khá dễ dàng. Không tới nửa tiếng, cậu đã luyện hóa tất cả cấm chế, cũng quen cách dùng lò đan. Đúng lúc này, hai vị dược liệu bị thiếu cũng được đưa tới, Ngô Bình bắt đầu luyện. Mộ Dung Băng đã chuẩn bị sẵn một phòng cho Ngô Bình, không cho phép ai tới gần. Trong phòng đan, Ngô Bình đã chuẩn bị xong, lần lượt bỏ dược liệu vào. 8 sức mạnh cấm kỳ bắt đầu có tác dụng, nghịch chuyển quy tắc kỳ thay đổi thành phần trong dược liệu, biến có hại thành có ích, ăn hiệu quả của có ích lên gấp 10, từ đó tạo thành hiệu quả lột xác. Dưới tác dụng của sức mạnh cấm kỳ, một dược liệu bình thường có thể đạt được hiệu quả gấp 10 bình thường, đây là điểm lợi hại của luyện đan cấm kỳ. Chỉ là rất ít thầy luyện đan nắm giữ được sức mạnh cấm kỳ, dù có thể thỏa mãn hai điều kiện nhưng không có đan kinh do người đời trước để lại thì vẫn không thể luyện ra đan cấm kỳ. Đan tiềm long không tính là đan dược khó luyện như việc vận dụng sức mạnh cấm kỳ thì rất phức tạp và tinh tế, Ngô Bình không dám lơ là, cố gắng hết sức tập. Dung và cẩn thận. Cậu phát hiện, sức mạnh cấm kỳ tổ hợp theo tỷ lệ khác nhau sẽ tạo thành những hiệu quả khác biệt như trời với đất, cậu đành phải vận hành cửu cung bát quái để tính toán, tìm phương pháp tối ưu. Vì vậy, cậu phải luyện cả tiếng mới xong một lò đan. Khi mở lò, 4 tia sáng bay ra, vây quanh 5 ngón tay của Ngô Bình. Xoay tròn trên đó, trên 4 viên được quẩn quanh sức mạnh cấm kỳ. Ngô Bình cẩn thận quan sát, lần đầu luyện, miễn cưỡng đạt tới thượng phẩm. Mộ Dung Băng nghe thấy lời Ngô Bình nói thì vội đẩy cửa vào, nhìn đan dược trong tay cậu, cô ta kích động hỏi, cậu Ngô, đây là đan tiềm long sao? Ngô Bình gật đầu, bỏ 2 trong 4 viên vào một cái chai, đưa cho Mộ Dung Băng. Cô Mộ Dung, 2 viên này là sự đáp tạ của ta. Giống như việc Ngô Bình không thể từ chối lò đan cấm kỳ, Mộ Dung Băng cũng không thể từ chối đan cấm kỳ, cô ta dùng 2 tay nhận lấy, cảm thán, không ngờ Mộ Dung Băng tôi có thể gặp được người kỳ tài như cậu trong đời này, đúng là may mắn. Ngô Bình cười nói cô Mộ Dung đừng khách sáo, tôi còn có việc, xin cáo từ. Mộ Dung Băng biết có những việc không thể gấp gáp nên cười nói, được, tôi tiễn cậu Ngô. Trở lại từ Long Phong, Ngô Bình có tâm trạng rất tốt. Lần này cậu có thu hoạch rất lớn. Tử Họa đang ở cửa chờ cậu, thấy cậu về, cô ta vội tiến lên, cậu Ngô, xin lỗi, Tử Họa đã gây phiền phức cho. Anh, Ngô Bình cười,
không có gì. Nếu không có cô, tôi cũng không tìm được lò đan này. Nói tới đây, cậu muốn kiểm tra hiệu quả của đan cấm kỳ một chút, giao một viên đan tiềm long cho Tử Họa. Đan dược này có thể tăng tư chất của cô ăn vào đi, tôi muốn xem hiệu quả của nó. Tử Họa vừa mừng vừa sợ, đây là chuyện mà cô ta mong chờ nhưng khi nó xảy ra thật, cô ta lại không tin nổi. Ngô Bình cười nói, ăn đi, cái này là tôi tặng cho cô. Tử Họa gật đầu mạnh mẽ, lập tức nuốt đan tiềm long vào. Đan dược nuốt vào bụng lập tức phóng xuất ra dược lực này chảy trong khắp thân thể của cô ta, cùng với thần hồn, bắt đầu cải thiện thể chất của cô ta. Tử Họa lập tức ngồi xếp bằng xuống, cảm nhận sự biến hóa kỳ diệu trong thân thể. Ngô Bình vẫn luôn ở bên cạnh quan sát, cậu phát hiện hiệu quả của đan tiềm long quả nhiên là vô cùng tốt, khiến cho cơ thể của Tử Họa đã có biến hóa thoát thai hoán cốt. Hơn nữa, loại hiệu quả này sẽ kéo dài liên tục đến 3 ngày. Chờ đến khi toàn bộ hiệu lực của đan dược được dùng xong, cô ta sẽ còn thay đổi lớn hơn nữa. Nửa giờ sau, cậu yêu cầu Tử Họa tu luyện cho tốt, sau đó lập tức trở lại phòng luyện chế có 2 lò đan tiềm long. Có kinh nghiệm từ lò thứ nhất, cậu cảm thấy lò thứ hai có thể sẽ càng tốt hơn. Quả nhiên, đan dược lò thứ hai được luyện thành, có được 4 viên đan dược, bây giờ viên đan dược này, bảo quang bên ngoài được tăng thêm 2 phần, hơn nữa bên ngoài còn có 8 đạo phù văn cấm kỳ huyền diệu lưu chuyển, khiến cho hiệu lực của đan dược càng nâng cao một bước. Cực phẩm, Ngô Bình vô cùng hài lòng, cực phẩm đan dược còn có dược hiệu thần kỳ hơn vài phần so với đan dược tốt nhất, giá trị của hai loại này trước giờ. Không thể nào so sánh được. Cậu lập tức nuốt vào một viên, cảm nhận hiệu quả của đan dược, rất nhanh, 10 loại sức mạnh rung động bên trong cơ thể cậu, hiệu quả rõ ràng. Phải biết là, thể chất của Ngô Bình đã tăng lên 2 lần, đã đạt tới trạng thái hoàn mỹ. Nhưng cho dù có như thế, đan dược này vẫn khiến cho thể chất của cậu tăng lên. Đồng thời, còn tăng cả bí anh của cậu. Hiệu quả của đan tiềm long. Cho dù có là đan dược cấp 15 cũng không thể so sánh được với thứ này, đan dược cấm kỳ quả nhiên là bất phàm. Cậu vô cùng vui vẻ, không khỏi lộ ra nụ cười. Sau đó, cậu mượn dược lực mà bắt đầu tu luyện, một lần tu luyện này đã trôi qua 3 ngày. Hôm nay, cậu vừa mới ra khỏi cửa, đã thấy Tử Họa đang đi tới, cười nói, công tử, cô Mộ Dung đã đến 2 ngày liền rồi, bây giờ còn đang ở phòng khách chờ anh đấy. Ngô Bình nói, ừ. Để tôi đi gặp cô ấy. Trong phòng khách, Mộ Dung Băng mỉm cười ngồi đó, từ từ nhấm nháp trà hoa mà Tử Họa bưng lên. Cô Mộ Dung, đã để cô đợi lâu. Ngô Bình cười, đi ra. Mộ Dung Băng cuống quýt đứng dậy, hy vọng không quấy rầy đến cậu Ngô. Lúc trước tôi đang bế quan, bây giờ vừa mới xuất quan. Ngô Bình giải thích một câu, sau đó liếc mắt đánh giá Mộ Dung một cái, cười hỏi, cô Mộ Dung đã dùng đan tiềm long. Mộ Dung Băng nhẹ nhàng gật đầu, đuôi lông mày, khóe mắt khó có thể nén được sự vui mừng, nói, công tử, sau khi ăn đan dược vào, thể chất của tôi đã tăng lên rất lớn. Mới ở tối hôm qua, tôi đã đột phá một cảnh giới. Trước đây tôi đã dừng ở cảnh giới này hơn 3 năm, hơn nữa không hề có dấu hiệu đột phá. Nhưng ăn vào đan tiềm long thì chưa đến mấy ngày, tôi đã cảm thấy được. Bản thân có thể đột phá, thế nên đã thử một chút, kết quả lại thuận lợi đột phá. Ngô Bình cười nói, chúc mừng cô Mộ Dung. Cô Mộ Dung cũng giống như tôi, đều là đệ tử tinh anh hạng 3. Mộ Dung Băng cười, nói, đúng thế. Tôi đang chuẩn bị tham gia thí luyện tinh anh đêm nay, đánh sâu vào. Tinh anh hạng 2. Ngô Bình suy nghĩ, nói, tôi sẽ đi cùng với cô Mộ Dung. Đôi mắt đẹp của Mộ Dung Băng sáng ngời, thế thì tốt quá, thí luyện tinh anh rất khó, có công tử ở đây, trong lòng tôi cũng nắm chắc. Nói mấy câu. Cô ta lập tức lấy ra một cái túi chữ vật giao cho Ngô Bình, nói, công tử. Gia phụ sau khi biết được công tử tặng tôi đan dược vô cùng trân quý, trong lòng vô cùng băn khoăn, vì thế đã vận dụng lực lượng Mộ Dung gia, siêu tập được một ít dược liệu đưa cho công tử, hy vọng có thể giúp cho quá trình luyện đan của công tử một chút. Ngô Bình lấy túi chữ vật, nhìn thoáng qua, dược liệu bên trong đều vô cùng trân quý, cho dù có rất nhiều tiền cũng không mua được. Nhìn dáng vẻ này, Mộ Dung gia có thể có được ngần này dược liệu, nhất định đã hao không ít sức người và sức của. Sao lại không biết xấu hổ như thế? Nhiều dược liệu như vậy, hơn nữa chúng quá chân quý, tôi không thể nhận được. Ngô Bình lập tức từ chối. Mộ Dung Băng cười, nói, công tử tuyệt đối đừng khách khí. So với đan tiềm long thì số dược liệu này có tính là gì?
chỉ hy vọng sau này khi Mộ Dung gia cần công tử đừng cự tuyệt. Ngô Bình cười cười, vậy được rồi, tôi sẽ nhận dược liệu, sau này có cơ hội, tôi sẽ luyện chế 2 lò đan dược cho cô Mộ Dung. Mộ Dung Băng vô cùng vui sướng, cảm tạ công tử. Bây giờ đã là vào buổi chiều, hai người nói chuyện phiếm, Ngô Bình hỏi một chút chuyện liên quan đến thí luyện tỉnh Anh, bất chi bất giác, sắc trời đã dần dần tối xuống. Mộ Dung Băng nói, công tử, thí luyện tỉnh Anh sắp bắt đầu rồi, bây giờ chúng ta lập tức qua bên đó đi. Ngô Bình gật đầu, ừ một tiếng, hai người phi độn một lát đã đến trên một đỉnh núi. Trên đỉnh núi xuất hiện một cửa ánh sáng màu tím, bây giờ một trưởng lão mặc áo xanh đứng trước cửa ánh sáng màu tím, nói tiến vào trong cửa này, chính là nơi thí luyện. Nhiệm vụ thí luyện vô cùng nguy hiểm, tôi hy vọng mọi người sẽ làm hết khả năng của mình, không chắc chắn thì không cần đánh bừa. Trưởng lão áo xanh quét mắt nhìn mọi người, đến khi nhìn thấy Ngô Bình, gương mặt nghiêm túc như khắc bản của ông lộ ra vẻ tươi cười khó có được, hóa ra cậu Ngô cũng đến tham gia thí luyện. Đám tiểu tử này có thể được mở rộng tầm mắt. Ngô Bình khẽ gật đầu, không nói gì, nhưng mấy chục người ở đây sôi nổi nhìn sang cậu. Trong những người này, có đệ tử tinh anh hạng 3, cũng có đệ tử tinh anh hạng 2. Mặc kệ là thân phận có ra sao, Ngô Bình chính là một tồn tại không thể thắng nổi của bọn họ. Dẫu sao không phải ai cũng có thể đạt được nhất kiếm bảng, hơn nữa còn được vương tỏa kiếm đạo tán thành. Chào cậu Ngô, các đệ tử tinh anh đều lần lượt đến chào hỏi, nhìn qua vô cùng cung kính. Ngô Bình khẽ gật đầu, vị trưởng lão kia thế mà còn chờ thêm một lúc, sau khi mọi người đều đã tiếp đón xong hết thì ông mới nói, bản thân nơi thí luyện này chính là một cái pháp bảo, nhiệm vụ trong đó đều có kỳ ngộ, mọi người phải nắm thật chắc. Nói xong, ông liếc mắt nhìn Ngô Bình một cái đầy thâm ý. Tự hộ đang nhắc nhở câu. Trưởng lão áo xanh nói hơn 10 phút thì lui sang một bên, có thể đi vào. Không có ai nhúc nhích, tất cả mọi người đều đang chờ Ngô Bình. Thân là đệ nhất kiếm bảng, người sở hữu vương tỏa kiếm đạo, bọn họ không dám bước vào trước khi Ngô Bình đi vào nơi thí luyện. Ngô Bình cũng không khách khí, gật đầu với mọi người, nhanh chóng đi vào, Mộ Dung Băng cũng theo sát ngay sau đó. Sau khi xuyên qua cửa ánh sáng, Ngô Bình một chân đạp hư không, sau đó hạ xuống mặt đất. Cậu lập tức ổn định thân mình, sau đó lập tức khinh khinh phiêu phiêu mà đáp xuống mặt đất. Nơi này là một khoảng bờ cát trắng, là bãi sông. Cách đó không xa, có một con sông lớn rộng vài trăm mét, mặt nước theo gió mà nhấp nhô, sóng lớn nối tiếp nhau, dòng chảy rất nhanh. Sau đó, Mộ Dung Băng cũng rơi xuống, cách Ngô Bình không xa. Ở nơi khác, cũng dần có các đệ tử khác rơi xuống. Lúc này, trước mặt Ngô Bình xuất hiện một bọt khí nổ mạnh, xuất hiện một vị thiếu nữ độ tuổi thanh xuân, vô cùng đáng yêu xinh đẹp, thiếu nữ cười ngọt ngào, nói, hoan nghênh tiến vào thí luyện tỉnh Anh, ta là Tiểu Anh. Tiếp theo, tôi sẽ hỗ trợ ngài hoàn thành nhiệm vụ. Ngô Bình vô cùng ngạc nhiên, Mộ Dung Băng tập, mãi thành thói, nói công tử, Tiểu Anh là hiện hóa cho ý chí của nơi thí luyện, mỗi đệ tử tham gia thí luyện tỉnh Anh đều sẽ có thể nhìn thấy một Tiểu Anh. Ngô Bình không khỏi nghĩ đến khoản trò chơi mà mình đã đầu tư kia, hình tượng của Tiểu Anh không tồi, quay đầu lại, lập tức đem hình tượng của Tiểu Anh gia nhập vào trong trò chơi, tăng lên thể nghiệm của trò chơi. Tiểu Anh, tiếp theo tôi nên làm gì? Ngô Bình hỏi. Tiểu Anh, bây giờ công tử có thể lựa chọn nhiệm vụ ngay lập tức. Lựa chọn nhiệm vụ khác nhau sẽ mở ra một loạt kịch bản nhiệm vụ khác nhau. Ngô Bình có hơi ngạc nhiên, cười nói, còn có kịch bản sao? Tiểu Anh, đúng vậy công tử. Mỗi người tham gia thí luyện đều trải qua nhiệm vụ không giống nhau, cho dù có lựa chọn nhiệm vụ bắt đầu giống nhau nhưng độ hoàn thành của mỗi người là khác nhau thì kịch bản kế tiếp cũng sẽ không giống nhau. Mộ Dung Băng, trên cơ bản, kịch bản càng khí, độ hoàn thành càng cao, lợi ích từ thí luyện sẽ càng lớn. Lúc này, trước mặt Ngô Bình xuất hiện mấy trăm cái bọt khí có lớn có nhỏ, màu sắc cũng không giống nhau, nhiều nhất là màu trắng. Sau đó là màu đỏ, màu tím, màu xanh lơ. Tiểu Anh nói, màu sắc của bọt khí khác nhau, có trắng, vàng, xanh, đỏ, tím, màu sắc càng đậm thì hệ số nguy hiểm càng cao. Nguy hiểm nhất chính là nhiệm vụ màu tím, dễ nhất chính là nhiệm vụ màu trắng. Ngô Bình liếc nhìn lại, phát hiện ở trong vô số bọt khí, có một cái bọt khí lớn nhất, tím đã sắp thành đen, nếu nói như thế thì cái này chính là nhiệm vụ khó nhất. Cậu hỏi, có nhiều người chọn nhiệm vụ màu tím không? Tiểu Anh, đã hơn 1.000 năm không có người chọn nhiệm vụ màu tím.
hơn 1.000 năm trước người chọn nhiệm vụ cấp tím có tỷ lệ trọng thương vô cùng cao, còn có không ít người phải bỏ mạng. Ngô Bình, được tiền lời gì? Tiểu Anh, chọn nhiệm vụ màu tím sẽ có được tiền lời gì? Tiểu Anh, hoàn thành nhiệm vụ màu tím sẽ có cơ hội mở ra kịch bản trời ban. Thông qua kịch bản trời ban là có thể đạt được khen thưởng người được chọn. Mộ Dung Băng hiển nhiên cũng biết đến việc này, cô ta nói, công tử, nghe đồn ngạch cửa người được chọn vô cùng cao, từ khi xuất hiện nơi thí luyện đến bây giờ, chưa có ai có thể thông qua được. Thế nhưng, một khi trở thành người được chọn là có thể đạt được một cái bảo bối mà Vạn Kiếm Tổ Sư để lại. Nghe nói năm đó Vạn Kiếm Tổ Sư dựa vào bảo bối này mà đạt thành tựu Hỗn Độn Đạo Quả. Ngô Bình giật mình, một bảo bối quan trọng như thế, thế mà là khen thưởng nơi thí luyện. Mộ Dung Băng, chuyện này cũng bình thường, truyền thừa của Vạn Kiếm Tổ Sư thâm thúy dị thường, cho đến nay chưa có ai có thể tìm hiểu. Kịch bản trời ban, thật ra chính là quá trình Vạn Kiếm Tổ Sư lựa chọn đệ tử, thông qua thì có thể được chọn. Ngô Bình biết, hôm nay chọn kịch bản nhất định vô cùng khó, nhưng nếu người đã đến, cậu cũng muốn thử một chút. Cậu lập tức nói với Tiểu Anh, tôi chọn cái này. Nói xong, lại duỗi ra một lóng tay. Ngay sau đó, bọt khí màu tím bay đến phía hắn, biến o trong nháy mắt, cũng nuốt Ngô Bình vào. Bị nuốt vào trong bọt khí, Ngô Bình cảm giác trời đất đang quay cuồng, sau đó trong đầu lại vang lên tiếng của Tiểu Anh, công tử, nhiệm vụ màu tím đã được mở. Ra, chú ý an toàn nha. Dứt lời, trước mắt của Ngô Bình sáng ngời, hai chân đã chấm đất. Tập trung nhìn kỹ, cậu thấy bản thân đàn ở trong một hẻm núi lớn, bên trong hẻm núi có một con thú khổng lồ nằm ở đó. Dưới thân chất một lượng lớn cỏ khô và nhánh cây. Thú khổng lồ chính là một con hổ, nhưng sau lưng lại có hai cánh, gọi là bill, hình thể rất lớn, giống như dùng mãnh thú làm thức ăn. Tiểu Anh, nội dung của nhiệm vụ, cướp huyền hỏa chỉ từ trong tay của bill. Ngô Bình nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện bên bill có một ngọn lửa nham thạch đỏ, trên nham thạch có một cây linh chỉ màu đỏ to bằng cái dù, đúng là huyền hỏa chỉ. Huyền hỏa chỉ là linh dược cấp 12. Là chủ dược của rất nhiều đan dược, giá trị rất cao. Mắt Ngô Bình sáng lên, lập tức thi triển huyền ảnh công, một huyền ảnh sát mặt đất, âm thầm đi đến gần huyền hỏa chi. Cùng lúc đó, cậu hô to một tiếng, giơ lên một khối cự thạch ném về hướng Bill. Bill lập tức bừng tỉnh, con người màu xanh nhìn chăm chằm vào Ngô Bình, sau đó Bill quét đuôi, quét đi mấy ngàn cân cự thạch. Ngay sau đó Bill đứng lên, hét lên một tiếng điên cuồng, như một tia chớp mà lao về phía Ngô Bình. Bill vừa cử động, huyền ảnh của Ngô Bình cũng động, trong nháy mắt đã cầm được huyền hỏa chỉ chạy về hướng ngược lại. Ngô Bình và con Bill này không thù không oán, không muốn giết nó, vì thế dậm chân, chung quanh lan tràn ảo giác, Bill lập tức đứng sững sờ tại chỗ. Ngay sau đó, cậu cũng đã hội hợp với huyền ảnh cách đó hơn vài trăm dặm. Huyền ảnh thành công hái được huyền hỏa chỉ, cậu nhìn tỷ lệ, phát hiện đây chính là huyền hỏa chu cực phẩm. Lẩm bẩm nói, ít nhất cũng đã được trình độ linh dược cấp 13. Tiểu Anh, chúc mừng công tử đã hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn mỹ, kịch bản người được chọn mở ra. Giây tiếp theo, sương mù nổi lên bao vây Ngô Bình, sau khi sương mù tan đi, cậu phát hiện bản thân đang ở bên trong một thị trấn, xung quanh là tiếng thét to của tiểu thương, người bán hàng rong, hai bên sườn là một ít cửa hàng. Cậu sửng sốt một lát, cúi đầu vừa thấy, bản thân đã biến thành một thiếu niên 13 tuổi. Quần áo rách nát, trên người dơ bẩn. Đã xảy ra chuyện gì thế, cậu vội vàng hỏi Tiểu Anh. Công tử, hiện tại thân phận của cậu chính là một thiếu niên ăn mày có tư chất bình thường, sinh ra ở Lưu Niên Trấn. Sau đó, cậu phải hoàn thành 130 nhiệm vụ. Ngô Bình hoàn toàn không nghĩ đến, cái gọi là kịch bản trời ban thế mà lại phức tạp như thế, nhưng nếu đã đến đây, cậu chỉ có thể dốc toàn lực ứng phó. Tiếp đó, ở trong thời không này, Ngô Bình dùng thời gian nửa năm hoàn thành hơn 100 nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này có độ khó khăn cực cao, thậm chí có một số nhiệm vụ khiến cậu cảm thấy khó khăn, chỉ có thể dốc toàn lực mà làm. Thời gian trôi qua quá nhanh, cuối cùng, sau 3 năm, Ngô Bình đã hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này, từng cái nối tiếp nhau, nếu cậu không luyện tập một ít công pháp và kiếm thuật, sau đó đi hoàn thành nhiệm vụ, thì ở bất chi bất giác đương nhiên cũng học được một thân bản lĩnh của Vạn Kiếm Tổ Sư. Kịch bản trời ban đã hoàn thành, chúc mừng công tử, trở thành người được chọn. Giọng nói của Tiểu Anh vang lên, sau đó có một hạt châu màu tím đen xuất hiện, bên ngoài có phù văn quỷ dị hiện lên. Tiểu Anh, đây là bất tử châu,
nếu đem sinh mệnh kết ấn ký ở trên hạt châu. Một khi cơ thể chết, thân hồn sẽ trùng sinh trong bất tử châu, chỉ cần tìm được cơ thể thích hợp, là có thể nhanh chóng khôi phục tu vi. Ngô Bình thu hồi bất tử châu, hỏi, bên ngoài đã qua bao lâu? Tiểu Anh, 3 ngày. Cậu ở bên trong đã trải qua 3 năm, nhưng thời gian ở bên ngoài chỉ trôi đi 3 ngày. Cậu nhẹ nhàng thở dài, 8 năm này cũng đủ rồi. Tiểu Anh, công tử có thể đi ra ngoài. Khảo hạch của cậu có thành tích cao nhất trong lịch sử, nhận chức đệ tử tinh anh nhất đẳng. Sau đó, một cái huy chương xuất hiện trong tay của Ngô Bình, đây là vinh quang tối cao của chỗ thí luyện, có được nó, có thể chứng tỏ cậu đã thành người được chọn, truyền nhân của Vạn Kiếm Tổ Sư. Dứt lời, một luồng sức mạnh đẩy Ngô Bình ra, ngay sau đó, cậu lập tức xuất hiện ở ngoài cửa ánh sáng màu tím. Trưởng lão áo xanh ở phía trước, lúc này đang đứng ở cửa ánh sáng, thấy Ngô Bình bước ra, ông cười nói, công tử chính là người cuối cùng ra ngoài, thời gian lâu như thế, chắc hẳn là có thu hoạch. Lấy ra cái huy chương kia, ông lão áo xanh vừa thấy thì lập tức giật mình, kêu lên, người được chọn. Lúc này, trên bầu trời có một tiếng sấm sét gầm vang, vận mệnh chú định, một cổ sức mạnh huyền bí đi vào trong cơ thể của Ngô Bình. Làm người được chọn, cậu được tiên giới Vạn Kiếm che trời. Trưởng lão áo xanh hít sâu một hơi, nói, công tử. Thân phận người được chọn không phải là nhỏ. Từ nay, về sau, trong Vạn Kiếm tiên giới, không ai có thể lợi hại hơn công tử. Hơn nữa, đối với người có tâm muốn mưu hại công tử, ắt hẳn gặp trời diệt. Trong thí luyện trải qua 3 năm, tâm tình của Ngô Bình cũng thay đổi, nghe được lời như thế cũng vô cùng bình tĩnh, cậu lẩm bẩm, khó trách lại gọi là người được chọn. Tin tức được truyền đi như gió, khiến cho toàn bộ Chí Tôn Kiếm Đường đều nổ tung. Chỗ thí luyện, đã có trước khi Chí Tôn Kiếm Đường xuất hiện, nhưng chưa bao giờ có người trở thành người được chọn. Nhưng bây giờ, chủ nhân vương tọa, Ngô Bình, đã trở thành vị người được chọn đầu tiên từ trước đến nay. Chuyện này đã làm chấn động toàn bộ tiên giới Vạn Kiếm, Ngô Bình còn chưa trở lại Tử Long Phong, Tư Thanh Sơn đã chờ cậu ở nửa đường. Chúc mừng công tử đã trở thành người được chọn, Tư Thanh Sơn cười nói, mà ở phía sau anh, có 2 người tu sĩ, khí tức vô cùng cường đại. Tư Thanh Sơn lập tức giới thiệu, nói, Ngô công tử, 2 vị này chính là thành viên quan trọng của Vô Lượng Kiếm Cung, Kiếm Tôn Tả Căn Sinh và Kiếm Tôn Liễu Trường Uy, bọn họ chính là đệ tử thân truyền của lão tổ. Kiếm Tôn, có nghĩa là tu vi đã đến đạo cảnh. Nói đến, Ngô Bình cũng là truyền nhân của Kiếm Tôn Vô Lượng, cậu lập tức ôm quyền, nói, tham kiến 2 vị sư huynh. Nếu là đệ tử tinh anh bình thường, 2 người Tả, Liễu đương nhiên sẽ không quan tâm đến, càng đừng nói đến là xem như sư huynh đệ. Nhưng Ngô Bình thì khác, đệ nhất kiếm bảng, chủ của vương tọa, người được chọn, thân phận này chất chồng lên, cho dù có là kiếm tôn cũng phải bị lưu mời. Tả Can Sinh cười nói, Ngô sư đệ, bọn tôi đã biết tên của cậu từ sớm, nhưng vẫn chưa có cơ hội gặp mặt. Bây giờ sư đệ có rảnh không, chúng ta đi Vô Lượng Kiếm Cung đi, các sư huynh đều muốn gặp sư đệ. Được, cậu gật đầu đáp ứng. Vô Lượng Kiếm Cung mà lần này Ngô Bình đi khác hẳn với lần trước. Lần trước cậu đánh vỡ cấm chế đi vào trong cung, cho nên đã đi vào một tầng không gian khác, nơi đó có truyền thừa của Kiếm Tôn Vô Lượng và tài nguyên để lại cho cậu. Vô Lượng Kiếm Cung, có 8 vị Kiếm Tôn ở đây, ngoài ra còn có đồ tử đồ tôn của Kiếm Tôn Vô Lượng, tu vi của bọn họ cũng không yếu, có một chút, thậm chí là sắp đột phát đến đạo cảnh, trở thành Kiếm Tôn. Ngô Bình tiến vào, mọi người đứng một ông lão, râu tóc bạc trắng nhanh chóng bước đến, ôm quyền nói, Ngô sư đệ, tôi là Ngô Thanh Phong, là đệ tử thứ nhất của sư tôn, chúng ta cùng họ. Ngô Bình vội vàng đáp lễ, đại sư huynh. Ngô Thanh Phong cười ha ha, sư đệ, tôi nghe Thanh Sơn nói, cậu được Kiếm Tôn Vô Lượng truyền thừa, đêm vào kiếm cung đạt được truyền thừa, bọn tôi thật sự hâm mộ đớ. Ngô Bình, đại sư huynh quá khen, chỉ là tôi may mắn chút thôi. Ngô Thanh Phong nghiêm mặt nói, sư đệ, cậu tuyệt đối đừng khiêm nhường, người được chọn không phải ai cũng có thể nhận được, từ trước đến nay đệ chính là người đầu tiên. Tả Can Sinh cười nói, sư đệ, hôm nay đưa cậu đến đây, thật ra là có chuyện muốn thương lượng với cậu. Ngô Bình nói, mời nói. Ngô Thanh Phong nhẹ thở dài, nói, sư tôn đã đi vắng một đoạn thời gian, hơn nữa trong một thời gian ngắn sẽ không trở về. Vốn dĩ, Vô Lượng Kiếm Cung của chúng ta chính là thế lực lớn nhất, nhưng sư tôn vừa đi thì đã chia 5 xẻ 7. Nguyên nhân căn bản là ai cũng không thuyết phục được ai, khuyết thiếu một người dẫn dắt.
Ngô Bình cũng biết, Vô Lượng Kiếm Cung có thế lực cường đại, vượt xa rất nhiều so với các gia tộc. Chỉ là sau khi kiếm tôn Vô Lượng rời tiên giới vạn kiếm thì khuyết thiếu một nhân vật lãnh đạo, dẫn đến nhân tâm không đoàn kết, dẫn đến chí tôn kiếm dần đánh mất quyền lên tiếng trong nội đường. Vì thế cậu hỏi, không biết tôi có thể làm gì? Ngô Thanh Phong cười nói, chúng tôi hy vọng sư đệ có thể lãnh đạo Vô Lượng Kiếm Cung, đảm nhiệm chức cung chủ. Ngô Bình vội vàng xua tay, sư huynh, tiểu uổi trẻ, kiến thức nông cạn, chỉ sợ không thể nào đảm nhiệm được. Ngô Thanh Phong nói, sư đệ, tuy rằng tuổi cậu còn trẻ, nhưng tiền đồ vô lượng. Trên người của cậu có vương tọa kiếm đạo, hậu thế trong tương lai của cậu đều là người của vương tộc, mà cậu lại còn là vương giả kiếm đạo, kiếm tu trong thiên hạ đều coi cậu là tôn. Nói thật, thân phận tôn quý như thế, làm cung chủ cũng khiến cậu phải chịu tội rồi. Liễu Trường Uy, đúng vậy sư đệ, trước mắt bọn tôi không thể thuyết phục lẫn nhau, nhưng nếu sư đệ trở thành cung chủ thì bọn tôi tuyệt đối ủng hộ cả hai tay. Ngô Bình có hơi do dự, cậu không có thời gian quản lý sự tình ở đây, vì thế hỏi các vị sư huynh, có phải làm cung chủ sẽ lo rất nhiều chuyện không? Ngô Thanh Phong cười ha ha, thật ra cũng không có việc gì, từng người trong đây đều phụ trách nhiệm vụ của mình. Sư đệ chỉ cần mỗi năm triệu tập mọi người đến họp và quyết định là được. Bình thường thì sư đệ hoàn toàn không cần phải nhọc lòng chuyện trong cung. Vừa nghe như vậy, Ngô Bình mới yên tâm, nói, nếu các vị sư huynh đã nâng đỡ thì tiểu đệ từ chối sẽ là bất kính. Mọi người vô cùng vui mừng, lần lượt tiến lên bái kiến, tham kiến cung chủ. Trở thành cung chủ là chuyện đại sự, Ngô Thanh Phong đề nghị chọn ngày cử hành lễ nhậm chức, đến lúc đó chí tôn kiếm đường, các kiếm tôn đều sẽ có mặt để chúc mừng. Từ trong đám người có một hậu bối đi ra. Cậu ấy là niềm tự hào trong thế hệ trẻ, ánh mắt vẫn không hề rời khỏi Ngô Bình. Lúc này cậu ấy tìm được cơ hội, vội vàng tiến lên dập đầu, nói cung chủ, đệ tử Trương Kinh, đã khổ tu loạn kiếm quyết, nhưng gần đây đã xảy ra vấn đề, tu vi trì trệ không tiến, cầu xin cung chủ chỉ điểm. Ngô Bình có thể trở thành người được chọn, trí tuệ của cậu hiển nhiên vượt xa người thường, chuyện này Trương Kinh cũng không có cách nào khác ngoài việc đi xin Ngô Bình chỉ giáo. Ngô Bình nói, loạn quyết kiếm sao? Cậu ấy nhớ rõ, truyền thừa của Vô Lượng Kiếm Tôn có một bộ công pháp, đúng là loạn kiếm quyết. Loạn kiếm quyết không được xem là công pháp lợi hại nhất của kiếm tôn Vô Lượng, nhưng uy lực cũng to lớn tương đương, rất khó tu luyện. Cậu ấy nói, cậu thi triển ra xem, để tôi nhìn. Sau đó Trương Kinh thi triển kiếm thức, trường kiếm run lên, mấy trăm đường ánh kiếm vô cùng hỗn loạn xuất hiện, loạn như ma, chém về phần đất trống phía trước. Có thể thấy, Trương Kinh thật sự rất nỗ lực, có thể phát ra trăm đường kiếm quang ngay lập tức, không có bản lĩnh 10 năm, thì không thể thực hiện được. Ngô Bình lại lắc đầu, cái loạn của loạn quyết kiếm không phải là khiến cho chính mình hỗn loạn, mà là khiến cho kẻ địch cảm thấy hỗn loạn, do đó không có cách nào chuẩn bị tinh thần để phòng ngự. Nhưng cậu xem cậu, không khiến cho kẻ địch cảm thấy loạn, mà là kiếm pháp của bản thân hỗn loạn trước. Nói xong, cậu tiếp nhận bảo kiếm của đối phương, kiếm vung lên. Có 3.000 đường kiếm quang sắc bén bay ra, cũng hỗn loạn như ma, nhưng trong hỗn loạn lại có một trật tự nào đó, kiếm quang cùng với trật tự ẩn trong hỗn loạn, hình thành một sát trận bí ẩn. Trương Kinh mở to hai mắt nhìn, lẩm bẩm nói, loạn kiếm quyết hóa ra lại mạnh như thế. Ngô Bình đưa kiếm lại cho cậu ấy, nói, trở về học cho thật tốt. Cảm tạ cung chủ, Trương Kinh bái tạ, trò chuyện với mọi người một lúc thì Ngô Bình lập tức cáo từ. Về lại Tử Long Phong. Ngô Bình hỏi Thu Sinh, Long Uyên các kia có phải muốn đi lúc nào cũng được hay không? Thu Sinh nói, công tử, mỗi năm Long Uyên các chỉ mở một tháng, nếu muốn đi thì phải đợi một khoảng thời gian. Ngô Bình, ừ, vậy không cần đợi nữa, mấy ngày nữa tôi sẽ về. Lúc này, cậu đang nghĩ đến vị lý thần toán kia, một phàm nhân thế mà lại có thể xem bói chuẩn đến như thế, cậu vẫn luôn muốn đi bái phỏng. Vì thế, cậu đưa theo Tử Họa, lại gọi Mộ Dung Băng đến. Ba người cùng đi đến hướng Thành Tử Quy. Thành Tử Quy cũng không tính là lớn, nhưng danh khí lại không nhỏ, bởi vì có không ít danh nhân, cũng có hai vị kiếm tôn xuất thân từ nơi này. Có một quầy bói toán ở phía tây của Thành Tử Quy, có một người đàn ông cao gầy với bộ râu đen đang ngồi ở đó, đang xem bói cho người ta. Giá quẻ rất cao, cho, nên người bình thường không có tiền thì không có khả năng đến tìm ông ta, có thể đến đây đoán mệnh đều là người có tiền có thế. Người này chính là Lý Thần Toán. Lý Thần Toán đã đoán mệnh cho người ta mấy chục năm, tích góp được không ít tiền,
ông ta vốn không cần phải bày sạp. Nhưng không biết vì sao, mỗi ngày ông ta đều dựng sạp bói toán ở trên phố, hơn nữa ba quẻ đầu đều sẽ miễn phí. Vì thế, mỗi đêm đều có người canh ở trước sạp bói của ông ta, chính là vì có thể để Lý Thần toán bói cho bọn họ một quẻ miễn phí. Ba người đi đến trước sạp bói toán, Lý Thần toán đang xem cho người khác bỗng nhiên ngẩng đầu, ông ta cười với Ngô Bình, nói, Ngô công tử, tôi đợi cậu đã 30 năm, lão nhân gia ngài cuối cùng cũng hiện thân. Ngô Bình cảm thấy rất kinh ngạc, cậu đánh giá Lý Thần toán, cười hỏi, ông nói là ông ở nơi này chờ tôi 30 năm. Lý Thần toán nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, lão hủ đã chuyển một thân tu vi thành sức mạnh để bói toán, chính vì chờ công tử đến. Ngô Bình càng cảm thấy kỳ quái, vì sao ông phải chờ tôi đến? Lý Thần toán cười ha ha, nói, nơi này không tiện nói chuyện. Công tử, đối diện có một quán trà mới mở, chúng ta đi lên trên quán trà uống trà rồi nói chuyện. Ngô Bình gật đầu, đi cùng với Mộ Dung Băng, Tử Họa đến quán trà của Lý Thần toán. Trên tầng cao nhất của quán trà, có một phòng rất lớn, phong cảnh của nơi này cực đẹp, nhưng không bao giờ mở cửa cho công chúng tham quan. Bên trong, cũng đã được quét tước đến không còn một hạt bụi, trên vách tường đều treo những bức tranh của các danh họa nổi tiếng đương thời, đồ dùng trong nhà đều là đồ mà người bình thường không thể nào mua được. Mời Ngô Bình ngồi xuống, Lý Thần toán ngồi ở đối ời nói, công tử, hơn 30 năm trước, tôi dự cảm mình sẽ gặp phải một trận tai kiếp, hơn nữa tôi sẽ chết trong trận tai kiếp đó. Những năm sau đó, tôi vẫn luôn tìm cách để phá giải. Cuối cùng, tôi học được một bí pháp thần kỳ, có thể chuyển pháp lực thành pháp lực. Bói toán, vì thế, tôi không chút do dự, lấy bí pháp có được năng lực bói toán. Nhưng cũng bởi như thế mà tôi đã biến thành phàm nhân. Cho nên, ông bói ra tôi sẽ xuất hiện sao? Lý Thần toán gật đầu, đúng vậy. Tuy tôi tính ra công tử là người có thể giải cứu tôi, nhưng không biết khi nào công tử xuất hiện. Vì thế, tôi đã lập một sạp bói toán ở đây, chờ đã 30 năm. Ngô Bình suy tư một lát, nói tôi làm gì mới có thể giúp được cho ông. Lý Thần toán cười nói, tôi chỉ cần lưu lại bên người công tử, là có thể bình an vượt qua kiếp nạn này. Nói xong, ông ta đứng dậy bái lễ với Ngô Bình, Lý, Thần Cương, mong công tử thu lưu. Ngô Bình dìu ông ta lên, nói, như thế. Lý tiền bối không cần. Lý Thần Cương, công tử. Sau này Lý Thần Cương sẽ là người hầu bên người của công tử gọi ta là Lão Lý là được. Ngô Bình cười, được rồi, vậy gọi là Lão Lý đi. Mộ Dung Băng và Tử Họa đều cảm thấy ngạc nhiên, Mộ Dung Băng hỏi, Lý tiền bối, vậy bây giờ ông có thể khôi phục tu vi không? Lý Thần Cương cười nói, Lão Phu muốn bảo hộ công tử, đương nhiên phải khôi phục tu vi mới được. Dứt lời, ông ta nhắm mắt lại, khí tức vận chuyển trong cơ thể. Một cổ khí tức huyền diệu thâm sâu không lường được tỏa ra. Sau đó, khuôn mặt của Lý Thần Cương thay đổi, hóa thành một người mười mấy 20 tuổi, một người đàn ông dáng vẻ anh tuấn. Ngô Bình có thể cảm giác được, tu vi của Lý Thần Cương không ngừng tăng lên, bí cảnh, thân thông cảnh, đạo cảnh tam trọng, đạo cảnh lục trọng, cuối cùng dừng ở đạo cảnh cửu trọng. Lý Thần Cương cười nói, công tử, ta còn sót lại một ít năng lực bói toán của trước kia. Ngô Bình, cho nên cảnh giới lúc trước của ông đã đến đạo cảnh thập trọng. Lý Thần Cương gật đầu, đúng thế công tử, tôi đã vào được cảnh giới hỗn độn, đã có thể dự cảm được. Hung hiểm. Ngô Bình, xem ra tai kiếp của ông chính là đột phá. Lý Thần Cương, bước này, tôi nhất định phải đi. Đến lúc đó chỉ có công tử mới có thể giúp được cho lão thôi. Ngô Bình gật đầu, không thành vấn đề, chỉ cần tôi có thể làm được. Thì đến lúc đó nhất định sẽ giúp ông đi vào hỗn độn cảnh. Tử Họa ngơ ngác, cường giả đạo cảnh cửu trọng, tu vi như thế, cho dù ở Chí Tôn Kiếm Đường cũng là người đứng đầu. Đang lúc mấy người nói chuyện, ánh mắt của Lý Thần Cương bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, ông ta hơi nghiêng đầu, duỗi tay nắm lấy cửa sổ. Một lực hút cực mạnh được sinh ra, hút lấy một cái bóng trong suốt qua đây. Cái bóng kia vặn vẹo ở trong không trung. Biến thành một người mặc đồ đen trung niên, biểu cảm của người mặc đồ đen hoảng sợ, kêu lên tiền bối tha mạng. Lý Thần Cương vô cảm, nói, là ai phái đến? Vẻ mặt của người trung niên đau khổ, là. Hắn ta mới nói một chữ, trong miệng và lỗ mũi đột nhiên phun ra một ngọn lửa, sau đó cả người đều bốc cháy, trong nháy mắt biến thành tro bụi. Ngô Bình không hề mình chút nào, bản thân đã. Có vương tọa kiếm đạo,
không biết đã có bao nhiêu người muốn hại chết chính mình. Lý Thần Cương có hơi tiếc nuối, xin lỗi công tử, không thể hỏi ra được người đứng sau. Không cần hỏi cậu nói, sau này cứ gặp được sát thủ thì cứ giết, không cần giữ lại người sống. Được. Uống xong một ấm trà, Lý Thần Cương sai người bưng chút đồ uống trà bánh, ông ta nói, công tử hiện tại đã có được vương tọa kiếm đạo, là mơ ước của không ít người. Trước mắt hẳn nên tìm một nơi an toàn, bế quan khổ tu một thời gian. Ngô Bình nói, lão Lý nói không sai. Trong khoảng thời gian này, tôi sẽ dốc toàn lực tu hành. Nói xong, cậu lập tức cảm giác kén sáng trong cơ thể hơi hơi vỡ ra, cậu lập tức nói, về lại kiếm đường. Tức khắc, bốn người gấp rút trở về, rất nhanh đã về đến Tử Long Phong. Ngô Bình nhanh chóng trở lại phòng luyện công bế quan, cậu cảm giác được hạt giống cấm kỵ của bản thân sắp ra đời. Vết nứt của kén sáng càng lúc càng nhiều, trong vết nứt có thần quang xuất ra chói mắt. Lúc này, Ngô Bình cảm thấy thân thể của mình giống như đã bị đào rỗng, tất cả sức mạnh mà mình có đều bị dồn về kén sáng. Mèo đen xuất hiện, nó ngồi xổm ở trước mặt Ngô Bình, nói, công tử, cấm kỵ ra đời sẽ bị thiên địa ngăn cấm. Công tử nhất định phải cẩn thận. Trong lòng Ngô Bình rung động, lấy ra một viên ngọc hình trẻ con lớn cỡ lòng bàn tay, toàn thân màu đỏ, trong bóng đêm tản ra ánh sáng màu đỏ máu. Vật ấy, cậu mua được từ trong tay của một phàm nhân. Lúc ấy lão thử tinh thấy vật này quý giá, dẫn một số người trong đạo quan đến hàng yêu, vì thế hắn đã giả trang thành giọng của lão thử tinh để mua món này. Lúc ấy, vừa tiếp xúc với vật này, thần hồn của hắn đã cảm thấy thoải mái lạ thường. Sau này hắn dần dần xác định, đây là một món dị bảo, có tên là đá nghịch thiên. Vậy này có thể thay đổi quy tắc, thay đổi vận mệnh, là loại sức mạnh phi phàm có thể đánh vỡ các quy tắc. Lúc này, sắp cảm nhận được cấm kỵ của mình, mà cấm kỵ không phải quy tắc của thiên địa, nếu muốn ra đời thuận lợi nhất định phải mượn thứ sức mạnh phi thường này đánh vỡ quy tắc thì mới được. Ngô Bình lập tức nắm đá nghịch thiên trong tay, bóp mạnh. Đá nghịch thiên vỡ tan, một luồng sức mạnh nghịch thiên đổi mệnh màu máu mạnh mẽ đi vào cơ thể của cậu, bị hạt giống cấm kỵ trong cơ thể hấp thu. Mèo đen lập tức nói, công tử, dung nhập vào bí anh thứ nhất. Được. Ngô Bình lập tức chuyển rời đến bên trong thần cung thứ nhất. Trong thần cung, bí anh thứ nhất đeo mặt nạ cảm nhận được uy hiếp, lập tức phóng xuất ra sức mạnh quỷ dị, muốn cắn nuốt nhân tộc cấm kỵ mới ra đời. Nhưng mà cấm kỵ mới sinh ra này vô cùng mạnh, mẽ, nó hóa thành huyết quang, trong nháy mắt đã bao bọc lấy mặt nạ. Mặt nạ phát ra một tiếng kêu thảm thiết, nghe vô cùng thê lương. Rắc 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 rắc, đây là cấm kỵ mới sinh, phát ra âm thanh nuốt chửng cấm kỵ đeo mặt nạ. Ăn luôn mặt nạ, cấm kỵ nhân tộc mới sinh đã dung nhập thành công vào bí anh thứ nhất bên trong, bí anh hóa thành dáng vẻ trẻ con. Trong nháy mắt này, thiên đạo tức giận. Âm ầm. Trong hư không phát ra một tiếng sấm, kén sáng được bao phủ bởi một tầng máu, trên bầu trời có mấy tia sét oanh màu tím rơi xuống. Tia sét thần được sinh ra từ đại đạo, đại diện cho trật tự của thiên địa và pháp tắc. Đại đạo, căn bản không hại đến phàm nhân, chỉ đánh đến hạt giống cấm kỵ của Ngô Bình. Ngô Bình chú ý tới sét thần rơi xuống, cậu lập tức thả ra tam kiếp trùng. Loại trùng này vô cùng thần kỳ, mặc kệ là tai kiếp cường đại cỡ nào, đều có thể chống đỡ được 3 lần. Tam kiếp trùng bay đến đỉnh đầu của cậu, vừa mới tiếp xúc với sét thần thì đã hấp thu toàn bộ, mà một trong 3 đường kim văn trên người nó đã bị đứt gãy. Kén sáng cuối cùng đã vỡ ra hoàn toàn, huyết quang ở bên trong, có một đứa trẻ xuất hiện, chính là bí anh thứ nhất của Ngô Bình. Sau khi dung hợp cấm kỵ của nhân tộc, toàn thân có màu vàng kim, 2 tròng mắt phát ra huyết sắc. Hơn nữa, nó còn hấp thu năng lực của mặt nạ, nó vừa xuất hiện, đã ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt tràn đầy khiêu khích. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 208.